Một bức ảnh được cơ quan tuần duyên Tây Ban Nha công bố hôm 28 tháng 11 cho thấy 3 người nhập cư ngồi trên bánh lái của tàu chở dầu và hóa chất Alitini 2 cách mặt nước chỉ khoảng nửa mét. Con tàu mang cờ Manta xuất phát từ cảng ở Lagos, Nigeria và cập cảng Gran Canaria thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha chiều 28 tháng 11. 3 di dân đã được lực lượng chức năng đưa vào cảng và kiểm tra sức khỏe. Những người này đã phải nhập viện do tình trạng mất nước và hạ thân nhiệt. Hiện chưa rõ họ đã bám trụ và sống sót như thế nào trên bánh lái của con tàu suốt hành trình 11 ngày. Sema Santana, một cố vấn về di cư cho chính quyền quần đảo Canary cho biết đây không phải lần đầu tiên và cũng sẽ không phải lần cuối sự việc tương tự như thế này xảy ra, song không phải ai cũng may mắn sống sót sau hành trình mạo hiểm như vậy.